Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò khai thác đến phát triển công nghiệp khí, công nghiệp điện, công nghiệp lọc hóa dầu, tồn trữ, vận chuyển, phân phối sản phẩm dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong giai đoạn 2015-2020, tổng doanh thu toàn tập đoàn đã đạt 3.517,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất tập đoàn, ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nộp ngân sách nhà nước 614,3 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản của PVN không ngừng tăng, từ gần 147 nghìn tỷ đồng khi bắt đầu hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế năm 2006, đến 30 tháng 6 năm 2020, tăng lên trên 852,3 nghìn tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, PVN cũng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo cơ bản, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp trong toàn tập đoàn đã nỗ lực để nâng cao cái vai trò lãnh đạo của mình, phát huy cái vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu doanh nghiệp đơn vị trong toàn tập đoàn để chúng ta song song để thực hiện cái việc củng cố lại cái tinh thần, xây dựng cái niềm tin cho người lao động dầu khí, hướng tới vì một cái mục tiêu là vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những năm gần đây, PVN phải đối mặt với những khó khăn và thách thức chưa từng có trong lịch sử phát triển của ngành dầu khí, khi công nghiệp dầu khí thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ nửa cuối năm 2014 đến nay, khiến giá dầu giảm sâu. Tình hình Biển Đông phức tạp, khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của tập đoàn. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về dầu khí, các chính sách phục vụ phát triển bền vững còn bất cập và thiếu thống nhất. Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết 41 NQTU của Bộ Chính trị chậm được thể chế hóa, chưa tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh đồng bộ và xuyên suốt cả chuỗi giá trị. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, thực sự bản lĩnh, đoàn kết và ý chí quyết tâm, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động PVN đã khắc phục khó khăn và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó hoàn thành vượt mức 8 nhóm chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 2 Đảng bộ tập đoàn đề ra, góp phần tích cực vào kết quả đại hội lần thứ 2 Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương và nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Chúng tôi phải tìm rất nhiều cái giải pháp để có thể tăng cái việc tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các cái chương trình xúc tiến hỗ trợ cho nông dân để tạo cái động lực, cái lực kéo cho cái sản phẩm. Cũng đồng thời nữa thì chúng tôi, một trong những vấn đề rất quan trọng là cũng liên tục cải tiến hệ thống quản trị của mình để tiết giảm chi phí cũng như là nâng cao cái hiệu quả, hiệu suất hoạt động. PVGas cũng như là một trong các đơn vị của tập đoàn đối mặt rất là nhiều khó khăn với cái sự chỉ đạo rất là sát sao của đảng ủy, lãnh đạo tập đoàn. PVGas là tập thể lãnh đạo của PVGas đã có rất là nhiều các cái giải pháp dựa vào cái tính sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó và đưa ra rất nhiều các cái giải pháp khác nhau về quản trị, về tiết kiệm chi phí, về thị trường, về tài chính. Những năm gần đây, PVN đã quyết liệt phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu theo thông lệ quốc tế, minh bạch trong hoạt động. Công tác xây dựng đảng được đặc biệt coi trọng, tổ chức đảng các cấp đã giữ vai trò là hạt nhân, lãnh đạo toàn diện. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo tập đoàn giữ vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi phát triển ngành dầu khí Việt Nam, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đảng bộ tập đoàn tiếp tục thực hiện nghị quyết số 41 NQTU ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Đặc biệt là việc tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp, trong đó quản trị và quản lý doanh nghiệp là giải pháp trung tâm, quản trị nguồn nhân lực là giải pháp đột phá.
trong cái chiến lược của tập đoàn dầu khí thì từ nay đến năm 2030 và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ 2020 và 2025 thì cái đóng góp của cái khâu thượng nguồn, tức là khâu thăm dò khai thác dầu khí, vẫn là cái trọng số lớn. Làm thế nào để gia tăng cái sản lượng khai thác khí thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở làm được. Trong giai đoạn 2020-2025, PVN sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính như tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Với những định hướng giải pháp cần có, những con người dầu khí luôn nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, phát huy nội lực, tinh thần đổi mới, ngành công nghiệp dầu khí sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân và đất nước.